chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Thành, hiện đang là sinh viên năm 3. Anh đang quay. Mình tên là Thành, hiện tại đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Và hôm nay rất vui mừng chào đón các bạn đến với ngôi trường của mình. Bây giờ thì cùng chúng mình vào trong để khám phá Đại học Bách Khoa nhé. Trong tháng năm này, đồng phục Ánh Dương còn có chương trình làm áo lớp vô cùng hấp dẫn. Lớp mình chỉ cần làm áo lớp sẽ được chụp free một bộ ảnh và gửi tặng một clip. Đồng phục Ánh Dương cũng có những phần quà khác như là mũ, kính mắt, áo cho giáo viên, miễn phí thiết kế. Và đặc biệt là một voucher giảm giá 10% cho lần đặt tiếp theo. Các em nhanh tay inbox để nhận ưu đãi nhé. A few moments later. Địa điểm đầu tiên mà chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó chính là Thư viện Tạ Quang Bửu. Như mình được biết thì Thư viện Tạ Quang Bửu là một trong những cái thư viện lớn nhất ở Việt Nam. Vậy thì Thành có thể cho các bạn biết thêm về cái thư viện này được không? Đây thực sự là không phải lớn nhất Việt Nam đâu, mà Thư viện Tạ Quang Bửu này tại thời điểm xây dựng của nó thì nó là thư viện điện tử lớn nhất của Đông Nam Á. Thư viện này thì mang tên Tạ Quang Bửu là vị giáo sư, vị hiệu trưởng thứ hai của trường Đại học Bách Khoa luôn. Thư viện này thì gồm có 10 tầng, gồm những cái phòng hội thảo, phòng nghiên cứu khoa học và hậu trường, cùng đó là rất nhiều phòng tự học. Và những phòng tự học này thì khi sát đến mùa thi, sinh viên Bách Khoa đến thi rất là đông. Đúng là mình thấy là các bạn sinh viên Bách Khoa đang tập trung ở đây rất là đông. Và bây giờ thì cũng đang là mùa thi của các bạn sinh viên Bách Khoa. Thành đã lên thư viện này được bao nhiêu lần rồi? Mình lên thư viện này cũng phải gần 10 lần rồi đấy. Tin chứ? Tin tên đéo là được. Ngu quá vậy. À trời ơi. Phía sau chúng mình thì chính là tòa Đê La. Và mình có nghe các bạn sinh viên nói rằng ấy thì đây là cái tòa nhà được mệnh danh là nghĩa địa của sinh viên. Nghĩa địa của sinh viên. Đúng là như vậy. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bởi vì sao? Bởi vì tòa D3 này là nơi dạy những kiến thức đại cương của năm nhất. Cái môn như là giải tích 123, vật lý 123 hay môn triết học. Những môn này thì số lượng sinh viên học lại là rất nhiều. Vì vậy, nơi đây đã có tên gọi là nghĩa địa. Các bạn nhớ nhá, nghĩa địa D3. Và địa điểm tiếp theo mà chúng mình sẽ dẫn các bạn đến đó chính là Hồ Tiền. Vậy thì không biết là Thành có biết là tại sao cái hồ này nó lại có tên là Hồ Tiền không? Thực sự mình ba mình học Bách Khoa nhưng mà mình vẫn chưa biết được cái sự tích ở đây cả. Chưa ông tỉ mẹ án hồ. À và mình có nghe các bạn sinh viên ở Bách Khoa kể lại rằng nó có tên là Hồ Tiền. Đơn giản là vì ở dưới hồ thì có rất nhiều tiền thế thôi. Ngày xưa ấy, thì ở Bách Khoa có cặp đôi nào yêu nhau ấy, thì sẽ dẫn nhau ra đây. Mỗi người sẽ cùng nhau ném cái đồng xu xuống và cầu nguyện rằng là sẽ là cổ nợ của nhau cả đời. Thế là cái tên Hồ Tiền ra đời từ đấy. Xin giới thiệu với các bạn, đây là tượng đài xếp bút nghiêm lên đường nhập ngũ của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nơi đây đã ghi dấu rất nhiều các thế hệ giảng viên, sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tạm thời gác lại công việc học tập, giảng dạy của mình để lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Nơi đây gắn liền với câu nói nổi tiếng đó là ra đi mang nặng lời thề, chưa thắng giặc Mỹ, chưa về Bách Khoa. Bách Khoa thì là một trường thiên về kỹ thuật. Nhưng mình được biết thì điểm đầu vào của trường Bách Khoa rất là cao. Vậy thì sau khi vào trường thì không biết là Thành có thấy cái khó khăn hay là áp lực gì đặc biệt của sinh viên Bách Khoa? Trường Bách Khoa có đặc thù là trường kỹ thuật nên là chương trình học rất là dày đặc, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho sinh viên. Nhưng mà mỗi sinh viên ở đây nói chung là sẽ tự nhủ với mình ý thức phải tự cố gắng. Không 5 năm ra trường thì chúng ta sẽ dành 7 năm đến 7 năm rưỡi ra trường. 5 năm hoặc 7 năm nhé. Và ở Bách Khoa thì cũng có một chiếc cổng rất là đặc biệt, đó chính là cổng Parabol. Thì mọi người ví nó như là cái độ khó của đề thi. Điểm tiếp theo mà chúng mình dẫn các bạn đến thì đó chính là tòa nhà C1. Và đằng sau mình thì cũng có một cái biểu tượng rất là đặc trưng của Bách Khoa, đó chính là hai trái tim BK, có nghĩa là tôi yêu Bách Khoa. Và cái tòa nhà này hay là cái biểu tượng này thì cũng được xuất hiện ở trên rất nhiều những cái bức ảnh mà đặc trưng của Bách Khoa. Thì Thành có thể cho mọi người biết thêm về cái tòa nhà này. Như các bạn có thể nhìn thấy, đây là tòa nhà C1 của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tòa C1 này thì không diễn ra hoạt động giảng dạy, mà nơi đây là nơi điều hành hành chính của nhà trường. Nơi đây thực sự rất là yên ắng, thế nên là rất nhiều thành viên trong trường, rất nhiều sinh viên cả trong trường, cả trường khác đã đến đây và chụp những bức ảnh
lưu lại kỷ niệm với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Vậy là chúng mình cũng đã dẫn các bạn đi một vòng quanh Bách Khoa với những cái tòa nhà chính. Bây giờ thì cũng đã sắp tối rồi. Một vòng khám phá Bách Khoa thì mình nhận ra một đặc trưng của các bạn Bách Khoa, đó chính là bộ đồng phục thể dục, bất kể là đông hay hè. Và ở Bách Khoa thì rất nhiều trai video này. Và các bạn muốn chúng mình khám phá ngôi trường nào tiếp theo thì hãy comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tóm lại là Bách Khoa đẹp, nhiều trai, có tiền. Cứ thấy đây nào. Thể dục. Đập một con bạn nhé.